Như vậy trong này tôi cho họ dịch đó, hai câu dưới. Tức là câu dưới, những người nào đã đặt chân tới cái ngôi đền ông Kowat sẽ được chúc phúc. Mà những người nào được hủy diệt cái ngôi đền ông Kowat sẽ được bị hủy diệt theo. Dân gì đó đến cầu xin sự may mắn, phúc đức gì đó, dỗ. Coi như dỗ ba cái. Còn cái nào không tốt cầu xin trở lại, quay vào dắt dỗ ba cái gửi lại. Rồi. Nhưng mà cái này mang tính chất cũng gọi là tòa án tâm lý. Nó mang tính chất tòa án tâm lý. Và nhìn vào một cái hướng chính diện á, thì mọi người ở đây chỉ có thể thấy được ba cái tháp thôi. Và ngày xưa thì không biết khi mà đế chế Khmer họ nghiên cứu như thế nào đó, họ đào hai cái ao. Và cái hai cái ao này là để dùng cho vua chúa tắm và dân thường không được tắm đó. Bây giờ chút xíu nữa mình sẽ đi qua bên hướng bên đó để quay cho mọi người xem về cái cảnh phản chiếu nha. Họ nghiên cứu rất là hay luôn. Trên cái đoạn đường mình đi đó thì mọi người sẽ có thể thấy được những cái lỗ như thế này nè. Theo các nhà nghiên cứu á, thì họ cho rằng những cái lỗ này là dùng để sức voi đó, đồ kéo cũng như là sức người để kéo. Vào thời điểm đó thì đế chế Khmer là một cái đế chế khá là hùng mạnh. Không biết là họ xây dựng bằng cách nào mà các viên đá này trải qua hàng ngàn năm nó vẫn kiên cố và đứng đây trở thành một trong những bảy kỳ quan thế giới. Và đây mọi người, họ nghiên cứu đến nỗi là khi mà đứng góc nghiêng 45 độ, khoảng 45 độ từ chính tháp, từ chính giữa lối đi vào thì mình mới có thể nhìn thấy đúng 5 cái tháp đó. Ở đây có 5 cái tháp nha, theo cái kết cấu đỉnh của Evergate, cái cây mà thốt nốt cao nhất ở đó đó mọi người. Thì đó là một cái trong những cái cây có tuổi đời từ 200 đến 300 năm. Trong cái quần khuôn viên này thì ở riêng cái đền thờ Angkor này thì chủ yếu là để thờ, để tín ngưỡng về Ấn Độ giáo. Và sau này thì Phật giáo phát triển thì ở trong cái đền thờ này vẫn thờ Phật giáo. Đây, mọi người có thể coi được cái sự phản chiếu hình ảnh. Và mọi người, cô bác quý anh chị có thể thấy được. Đây, đây. Đây là cái đền thờ Angkor Wat ở trên này đó, và phản chiếu những cái hình ảnh ở dưới này đối xứng với nhau như một cái bức tranh, đúng không, như một cái bức tranh thủy mạc đó. Đó là những cái cây thốt nốt đó, và phản chiếu xuống như này. Đó là một trong những cái hay của kiến trúc của đền thờ Angkor. Và trước đây thì mục tiêu chính là xây dựng cái đền thờ này để thờ các vị thần của Ấn Độ giáo, và theo kết cấu của Ấn Độ giáo nên ở đây họ đều có xung quanh cái đền thờ đó, họ đào một cái ao nước, nó tưởng tượng giống lý tưởng từ cái sông Hằng. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vô đây. Ở đây là một cái bức hoàn thành của một cái cổng vào thôi đó. Và bây giờ thì họ chia ra ba cái tầng. Cái tầng thứ nhất ở ngoài cùng là địa ngục, cái tầng thứ hai là trần gian, và cái tầng thứ ba mình bước lên cái đỉnh tháp nhìn xuống là thiên đàng. Họ tin rằng là trong Ấn Độ giáo họ tin rằng có địa ngục, có trần gian và có cả những người mà chết sẽ về thiên đàng. Nói sơ về Ấn Độ giáo thì có ba vị thần lúc nãy như Bùi Hồ có chia sẻ nè, là thằng Vishnu nè, thằng Shiva nè, thằng Rama là thần hủy diệt, thần sáng tạo và thần bảo vệ. Và đây là một cái con rắn thần Naga. Con rắn này thì có là nó giống như là một cái con linh vật là con rồng ở Việt Nam vậy đó. Thì ở Khmer, dân tộc Khmer họ chọn con rắn thần tại vì trước khi mà Đức Phật ngộ đạo đó thì con rắn thần này nó đã đến và nó sẽ chia ra là bảy cái đầu để bảo vệ, để cho Đức Phật. Hướng dẫn viên ở đây đó thì cái bức thành này nè là được bảo vệ bởi một cái nền móng rất là kiên cố ở dưới này. Và cái nền móng này ở đây toàn là đá sa thạch và đá tổ ong để bảo vệ cái bức tường thành ở trên này.
như vậy em thấy về cái nền móng như vậy đó, chiều cao tính từ mặt đất lên 65m về chiều cao, như vậy họ đào sâu xuống 65m xuống dưới, họ xếp những viên đá đá sạch thạch loại đá ông này từng lớp xuống dưới, ở dưới mới độ vững của nó cho nền móng là từ ngoài này, để nâng đỡ cái ngôi đền của anh. Như vậy là thành ra ngàn năm nay nó không bị sạt lở không đổ. Chứ còn em nó ngàn đá, ngàn tấn mình đi, em không có đâu nền móng không khéo nó đổ ngã, ngàn năm nay nó không tồn tại. Tức là cái nền móng này 65m xuống dưới, rồi xếp một lớp loại sa thạch, cái độ đá cát lớp rồi mới để loại đá ông. Đá ông sa thạch từng lớp ở dưới, gọi là nền móng ở dưới. Để xây được một cái kiến trúc mà trải qua hàng ngàn năm như thế thì phải có một cái nền móng vững chắc ở như này nè. Thì tí xíu nữa đây thì mình sẽ vô trường thành, mình nói về cái công nghệ thoát nước của người Khmer xây dựng ngày xưa như thế nào. Đây là những cái ao trong cái khuôn viên của cái đền thờ. Và cái ao này nó có tổng cộng là có 4 ao. Và đây là cái hệ thống thoát nước nè mọi người. Họ nghiên cứu dòng thoát nước rất là hay. Ở dưới này có nhiều lớp đất đá, đá sa thạch rồi đá tổ ong. Đá tổ ong là một loại đá thấm nước, còn đá sa thạch là có nước mới phát triển được. Họ chất một cái lớp đá sa thạch và một cái lớp đá tổ ong để thấm xuống dưới để nuôi, để có thể là chảy ra, nếu như mà nước ở đây dư thì chảy ra cái ao ngoài trước lúc nãy mà Bùi Hồ cho cô bác quý vị xem. À, nước này nó luôn thoát. Đó, và mưa xuống thì nó sẽ động ở đây để cho các vua chúa bước những cái bậc thang nó xuống đây tắm. Đổ đầy á, nó có hệ thống thoát nước nhỏ nhỏ thôi. Ủa, có luôn hả? Có đó, để hệ thống thoát nước này đây nè. Hai loa đằng này nhìn thấy nè. Mấy cái giếng này chỉ vua mới tắm được hả chú? Vua trên cái vua nha. Hệ thống thoát nước nha. Mà không, em nên nhớ mưa lớn cách mấy nó có hệ thống nó vẫn thoát á. Ngàn năm trước mà không bị bích hệ thống đó. Mình có được cái xuống như này nó có cầu thang đó. Xuống được nhưng mà xuống thôi, xuống đó, hệ thống thoát nước nhỏ thôi mà ngàn năm trước không bị tắt ngàn. Bây giờ vẫn vậy hay chứ? Vẫn vậy, mưa lớn nó thoát xuống dưới hết rồi. Nhưng mà nó đi đâu chứ? Xuống dưới tôi thuyết minh tại sao lại xuống dưới này. Như vậy là tôi nói đó, rồi họ đã tính rất kỹ vấn đề này. Loại đá mình, tại vì nếu em sử dụng loại đá sa thạch không, từ năm này qua năm kia do cái lượng nước bào mòn nó sẽ làm hư hại rồi đổ sập xuống cái ngôi đền. Như vậy họ sử dụng lại đá ông bên trong, khi mà mưa lớn nó sẽ hút nước thấm vào trong. Nhưng mà lại đá sa thạch là lại đá ông này nó cần có sự sinh sống để thở nuôi những viên đá là do cái lượng nước. Như vậy họ đào cái ao hồ bên ngoài mỗi cạnh là 800m, mà ngàn năm trước họ sử dụng hệ thống thoát nước là họ đổ đất cát mỗi cạnh là 500m. Từ 500m đất cát đi vào trong này. Nếu lần này lượng mưa đó họ có hệ thống thoát nước này sẽ thấm vào vô đá hồ này. Nếu lần này thừa nước nó sẽ đưa vào cái hồ ngoài, còn nếu lần này thiếu nước nó sẽ đưa vào cái 500m đất cát đó, nó thấm vào. Như vậy dưới này có đất cát và đá nên nó độ ẩm nước, như vậy sẽ nuôi sống của viên đá này, nên nó sẽ nuôi sống viên đá này. Chứ em nếu mà khô cằn thì nó bị nước đổ hết. Họ đã tính kỹ tới như vậy dưới này là tất cả đều là nước nha. Tức là tôi nói là họ xếp một lớp đá loại sa thạch, họ đổ đất cát để giữ độ ẩm, rồi họ mới lại đá sa thạch loại đá ông. Đá ông là sa thạch 65m từ đáy lên. Như vậy tính từ mặt dưới từ đỉnh xuống tới đáy dưới là cái này là 365m. Này nó ở trong cái bức tường thành này nó có những cái bức phù điêu thể hiện những cái nét văn hóa, những cái cuộc nội chiến tranh thời đế chế Khmer. Ở đây có cái chữ là cấm sờ tay vào cái bức tường nhằm làm hạn chế sự nhận bóng của các bức phù điêu ở trên một cái bức tường từ đá sa thạch như thế này. Mọi người có thể nhận thấy là đây, những cái chi tiết nhận bóng này là do du khách họ sờ lên này. Theo chia sẻ, theo một số thông tin mình biết được thì các bức phù điêu này thể hiện một cái sự rất là sống động,
và chân tay của họ đều không có đứng yên tại chỗ mà được múa men như đây là nữ thần Apsara này. Các đây mọi người cũng có thể nhận thấy các bức đá, các viên đá đó được ghép với nhau rất là tinh xảo, ngay cả một cái chiếc lưỡi nào cũng không thể nào mà đúc vô được. Đây đây là bức tranh thể hiện một cái sự nội chiến của đế chế Khmer. Đây hình ảnh dương dao gậy gộc đâm với nhau. Và bây giờ mình sẽ tiếp theo cái hành trình vào bên trong cái bức tường thành này nha mọi người. Đây là giống như một cái hành lang bức tường thành bảo vệ một cái đế chế, một cái đền. Một cuộc sống đời người thời đó rồi về cái thời gì vua ra quân rồi như thế nào, cuộc chiến ra như thế nào, họ xây dựng xong họ phải đi khác luôn. Cho nên tôi nói từ đỉnh xuống đáy họ trên là đóng là phòng gỗ. Có một điều mà con thấy khá là kinh ngạc, đá ở đây nó không phải nguyên tấm ghép mà ghép em thấy đó, từng viên đá mà ghép lại, nhưng mà cái phần này á nó phải khớp với phần kia rất là hay. Đây hai cái chân ngựa đây là nằm bên tấm này mà từ nó rụng vậy, từ nó rụng vậy nè, từ chỗ đó là UNESCO cấm không đây rồi. Trả lại cuộc chiến tranh nội chiến trong nước do chú và coi như là cháu và cậu tranh giành ngôi báo với nhau. Khi mà ông nội Băng Hà đi đó, chưa truyền ngôi cho ai hết á, nhưng mà không ngờ đột ngột Băng Hà. Như vậy hai bên cậu và cháu tranh giành ngôi báo nó gây ra chiến tranh nội chiến trong nước. Nó gây ra trận chiến trong nội chiến trong nước. Cái này là họ diễn tả lại do vấn đề tranh giành ngôi báo. Rồi mình thấy là từ quỷ tai, từ canh kinh họ điêu khắc rất sinh động, chứ không phải thụ động đứng chỗ thì không có, rất sinh động truyền hình. Thật ra họ muốn bình chọn lại những vấn đề của người liệu này đó. Băng lối đó. Cái hàng cột đấy ha chú hả? Hàng cột. Rồi hàng cột này em biết á, em muốn xây dựng cái cột này em phải có cốt thắt xếp xi măng đổ lên, còn này em có, họ dựng lên họ lấy đá tấn thôi. Nguyên cục bự nè, khiên giác không phải chục ông à. Cái này là người ta ấy sau này phải không chú? Dạ, xe đẹp. Đây. Nhớ nha. Ổn độ một Văn Hà này. Như vậy chưa truyền ngôi cho đứa con và đứa cháu thì sau này đứa cháu và cậu mới tranh giành, chú tranh giành ngôi báo nha. Đây ra cùng chiến tranh nội chiến. Đây là đó, vua đột một Văn Hà đó. Hình tượng này là tại sao là như vậy? Tại vì do chiến tranh tôn giáo, tức là bên Hindu giáo tại ngôi đền là Hindu, sau này nên đưa Phật giáo vào. Như vậy những người tín đồ bên Hindu họ không thừa nhận, họ đập bỏ, họ đập bỏ, họ không thừa nhận đây là bên Phật giáo. Như vậy bên Phật giáo họ cũng phải dân thượng, người ta những cái gì mà bên Hindu thì bên Phật giáo họ cũng đập. Con người mình vậy đó, khi mà thống nhất xây dựng rồi đó, chết chóc sinh mạng của cải không quan trọng, mà khi họ không cần họ quyền đập, như vậy đập phá. Như vậy đây mình thấy nè, hình tượng của Đức Phật này. Cái này nó theo đại thừa rồi, áo của sao hai bên, tiểu thừa thì nó dài bên. Như vậy ngàn năm trước thì Campuchia nó cũng mang tính chất đại thừa này, đây là áo của sao này, hướng Trung Quốc. Như vậy hồi đó thế thì tôi nói thế kỷ 17 Cam chiên qua tiểu thừa, đây là Trần Gian. Như vậy Trần Gian nó phải có phong thủy nè, bốn cái hồ: thủy, thổ, hỏa, mộc. Như vậy khi mà người dân đến thờ các vị thần thì tắm cái hồ bên ngoài, tẩy rửa sạch bụi trần mới đến đây quỳ gối cầu xin cho các vị thần, tạo thành bốn hướng này nè. Nó mình thấy bốn hướng ở trên rồi, tạo thêm ở dưới là bốn hướng tám phương đó, cầu xin chúc may mắn vậy. Đây thêm bốn hướng nữa ở trên mình thấy đó, đây là trung tâm của hướng. Nghe em lấy điện thoại để vô đông tây nam bắc rất chính xác về cái hướng lao bàn hả chú? Coi dịch ô chuẩn ha. Rồi em thấy ghép đá, ghép đá đó mình không có lao bàn một số. Cái đỉnh ở đó là nó chiếu thẳng xuống đây hả chú? Thẳng luôn, trung tâm ở đây, trung tâm của hướng đông tây nam bắc mà.
họ phải đi vào bốn cái hồ tắm rửa sạch sạch vừa rồi để đây thờ vị quỷ, tức là thủy thổ hỏa mộc. Con người sống mà không có nước không được, không có hơi nóng thì nó bị đóng băng lạnh nên phải chết rồi. Rồi cái không khí để thở thì nói chung lại đi tắm rửa sạch rồi đây, đến đây vị quỷ vua, đến đây vị quỷ cầu xin may mắn phúc đức gì đó, rồi tạo thành bốn hướng để chứng giám lại cầu xin, và tạo thêm bốn ở dưới gọi là bốn hướng. À, bốn góc này nè Phong, em đang đứng nè. Một, là chứng giám của vua. Nhưng mà sao không có kim chú? Hả? Sao không có kim? Không có đèn gì. Chúng thì nay nó gọi là đất chữ hàng. Chúng tôi chỉ đọc được, nhưng mà nói chung lại không hiểu, giống như chữ Hán, Hán Việt. Như vậy họ đi khắc đây, khắc vì vua xây dựng rồi, những người xây dựng như là họ đi khắc. Rồi em thấy đâu người gặp đứa họ điêu khắc thẳng, mà chữ này gọi là chữ phạn. Tại vì Campuchia nó học ba cái ngôn ngữ Bali, phạn ngữ và phổ thông. Như vậy chúng tôi học phổ thông, nhưng mà ai giỏi chữ là các sư. Các sư là học hết cả Bali, kinh kệ của Phật, và cả chữ phạn, cả chữ phổ thông. Như vậy các sư họ biết. Như vậy trong này tôi cho họ dịch đó, hai câu dưới. Tức là câu dưới, những người nào đã đặt chân tới cái ngôi đền có Wat sẽ được chúc phúc. Mà những người nào hủy diệt cái ngôi đồn ông Cô Quát sẽ được bị hủy diệt theo. Tức là vừa chúc phúc mà vừa nguyền rủa. Còn đó là họ tả những cái công trình xây dựng. Rồi em thấy là tại sao lại các nó cái này là họ trùng tu sau này thôi nhé. Còn đây là tại sao nó ăn mòn như vậy. Tại ngôi đền này bị bỏ quên 500 năm trong rừng sâu. Như vậy dơi, đây mà thấy đó, phân dơi đó, ngàn năm nó phân dơi nó vẫn còn đen đen nè. Tức là phân dơi nó có chất axit, khi mà mưa lại thì thấm ăn dần dần dần. Sau này ấn họ xin chính phủ cam chia rửa xong rồi sau này rửa lại một lần nữa, rồi sau này không cho rửa nữa, tại sử dụng thuốc tẩy nó nhiều, thành ra không cho nữa. Như cái thần này thần gì chú? Cái này thần coi như Rama đó, thần coi như là cái gì, thần của mình đi Hindu, không phải Phật giáo nha, gọi là Rama. Như vậy là mình thấy đó, là họ cái cột này tôi nói đó, mình thấy đó, nguyên cái khối cột này ít nhất cũng phải từ 3 tấn đến 4 tấn. Mình đi cảm thấy nó mệt, mà họ khiêng lên, họ dựng lên, họ lấy đá tấn đá thôi, mà nó vẫn là ngàn năm nay vẫn còn tồn tại, vẫn cái gì. Cái ngôi đền gọi là sử dụng phòng cách âm. Vỗ tay là không nghe, vỗ ngực là nghe. Vỗ ngực mới nghe giọng những echo bùm 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 ra. Như vậy cái phòng này là gọi là sử dụng phòng cách âm, khi mà vua các dân gì đó đến cầu xin sự may mắn phúc đức gì đó, dỗ coi như dỗ ba cái, còn cái nào không tốt cầu xin trở lại quay vào dắt dỗ ba cái gửi lại. Nhưng mà cái này mang tính chất cũng gọi là tòa án tâm lý, nó mang tính chất tòa án tâm lý. Tại sao tôi cho gọi là tòa án tâm lý? Mình biết ông vua không ông nào là 50 bà từ cái 100 bà trở lên. Như vậy nếu gọi là quan thái giám của người Việt Nam, người Hoa, những người cai quản và vua là bắt buộc thiến, còn vua Cam chỉ không bắt buộc thiến. Như vậy làm như thế nào bắt biết các cô chung thủy không chung thủy? Như vậy nhiều khi vua đi ra sa mạc chinh chiến một năm hai năm tháng hai tháng cái gì đó, nhưng khi về đó các cô các bà xếp hàng từ gọi là tam cung lục diện đó, tam cung lục diện, à tam cung là nó gồm ba cái cung. Một cái cung đầu tiên dành cho chánh cung hoàng hậu, cái cung giữa là dành cho tứ phi là bốn bà ở chung, còn quý phi này được cưng chiều ngang hàng bà chính cung hoàng hậu và ở cung riêng của bà. Như vậy nó ba cung là bốn bà chính thức của vua. Còn lục diện, lục là sáu diện, là căn một căn năm phòng mười phòng hai chục phòng dành cho các cung tần phi nữ, cứ tuyển chọn giống như hoa hậu cứ tuyển cho vua. À như thế nào tuyển như vậy, như vậy cái trăm trăm bà trong đó. Như vậy khi ra sa mạc chân chiếc không biết bà cô nào chung thủy không chung thủy. Khi ra về tới kinh thành rồi bắt các cô các bà xếp hàng dài như thế này, vào trong này vỗ ngực không nghe là thiếu lòng chung thủy. Nhưng mà tu cả trăm bà tôi vỗ vẫn nghe, mà ông xây dựng để nghe mà làm sao không nghe. Như vậy khi các cô xếp thì có cô quan này cái nọ họ kiểm soát những cái nét mặt khuôn mặt cử chỉ. Thành ra nếu có vấn đề này thì các cô cũng có cái vấn đề, hiểu không? Chứ còn ông xây dựng thì thành ra tôi thường gọi là tòa án tâm lý như vậy. Ông xây dựng để nghe chứ làm sao lại không nghe. Dù tôi trăm bà tôi dỗ dân nghe chứ. Nhưng đó là ngàn năm trước họ đã tính đi vậy. Còn đó là thư viện. Bên đó có thư viện, bên kia thư viện án hình đường Phật. Ôi dội tường cái luôn á.
vỗ tay vỗ gì nó không nghe hết, chỉ vỗ ngực thôi, chỉ vỗ ngực thôi mới nghe. Ô mà không nghĩ gì đó nó còn mà mình tội lỗi là mình trả lại là mình vỗ vô đâu. À, vỗ quay vào vậy đó, người ta vỗ vào giả tinh sâu vỗ những cái nào không tốt vỗ như vậy đó. Cho nên tôi nói thường người trên người chứ. Ô giống như một cái trống vậy trời. Nếu mà không có đúng thì biết có chị, sao chị nghe hết giờ vô tường à, ở đây con nghe ừ. Chị tường thôi, chị sắp tường nghe rõ hơn. Tính những mẫu hình này trước ừ. Rồi coi những cái tay thợ hoặc coi theo mẫu hình ở hình khác con nghe là biết trước rồi à, như vậy do vấn đề chúng ta do vấn đề gì họ bỏ qua những công trình này vậy đó, nằm chiếc giữa ngọn tháp giữa rồi em thấy nè tháp như vậy lạc xuống hết bốn rồi nên chỉ còn năm ngọn tháp trên giữa, một ngọn tháp trên giữa với bốn ngọn tháp ở trên thôi. Như vậy thì nãy là trần gian, đây là thiên đàng, đây là thiên đàng này. Mình lên được không anh? Cấp nhỏ và độ dốc. Tại nơi đây là nơi thiên đàng. Em muốn gặp các vị thần ở trên thì không phải là chuyện dễ. Như vậy em cũng phải đi đùa. Nếu mà tâm cấp nó rộng lớn độ lại thì em đùa dẫn chạy nhảy, cứ thiếu tôn nghiêm tôn kính. Yeah. Như vậy cả vua cả dân. Phải bò, không bò thì em phải đi dưới nè. Từng bước tới đây là tôn nghiêm. Cho em đi thẳng, em đi thẳng là khó, hiểu không? Cho nên em phải đi từng bước đúng rồi. Họ vận chuyển họ làm, họ tính là 400 năm hay không? Mà ngàn năm nay, ngàn năm trước họ làm 37 năm mới thấy nó tất cả đều hoàn chỉnh toàn bộ. Như vậy các sông cửa sổ đều có những cái khắc, những cái ngọn ấy, chỉnh toàn bộ hết á. Nhưng mà do người Campuchia, người dân Campuchia hồi trước họ không hiểu, không biết là những đó những cái cổ, những ngôi đền. Như vậy nhiều khi họ là xây dựng nhà, họ lại cưa những cái sông cửa sổ, họ đi làm sông cửa sổ họ. À. Em thấy nè, không có vật liệu, không nhựa, không keo gì cả, chỉ đá và đá. Nếu mà nó có nhựa keo thì nó dính nè. Dính này là không có, ta đá là đá. Loại đá sa thạch này như thế này nè. Em mài nhặn, em ghép vô, em đổ nước vô liền. Ừ. Hay thế ha. Loại đá sa thạch này loại đá này. Con nghĩ được tới vấn đề đó. Ở cái đó cao đằng này cho nó dốc nước chảy xuống là họ đã tính toán nó làm chứ không phải là được cái đó. Mà hồi đó 37 năm thôi. 400 năm là mình mua giấy cát bỏ mình luôn á. Đầu thai mấy lần rồi. Em thấy đó, em mái cưa, mái chà, mái nhám đi khắc có mái đầy đủ dẫn chuyển cổ con khẩu ngàn năm trước đâu con khẩu. Mấy cái ông cùng tu này chắc ông cũng làm. Ta biết. Có bốn gốc thì chính giữa năm ngọn tháp nó cũng có bốn hồ thì thổ quả một, nó gồm ba tầng đó, cái tầng đó tên nó mới cười đi địa ngục đó, đây trần gian này, tầng đây thiên đàng này. Tầng trên này thì hồi đó là vua và các vị thần vào đây để dạ họ thờ các vị thần, họ cho là đây là các vị thần. Như vậy các hệ thần là dân người kia nào không được vào trong này để các vị thần nhân. Hiện nay cũng vậy, ngày rằm họ có cửa cho mình lên này. Chỉ thờ các vị thần đạo Hindu nó có tượng á, yeah. Đứng ngôi đó, em muốn tạo một ngôi đền riêng để thờ thần riêng cho mình. Yeah. Khi mình băng hà đi thì dân thờ cái đó giống như mình là một vị thần trong đó để thờ. Như vậy khi vị vua sao lên đứng ngôi không sử dụng ngôi đền này, tạo thêm một cái ngôi đền riêng cho mình. Từ vậy về từ đời này đời kia tổng lợi toàn lãnh thổ của đất nước Nam kia trên 10.000 ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 cho đến cuối thế kỷ vào thế kỷ thứ 2 cho đến cuối thế kỷ 12 trên 10.000 ngôi đền. Nhưng do hiện nay do vấn đề chiến tranh, do vấn đề thiên nhiên tàn phá, hiện nay chỉ còn khoảng 300-400 ngôi đền. Vậy thì trải qua bao nhiêu đời vua chú? Từ coi như là mình không có tính được đời vua mình không có rõ, nhưng mình tính là từ thế kỷ thứ 2 cho đến cuối thế kỷ 12. Từ cuối thứ 12 là không còn xây dựng cái gì hết á. Dạ. Còn xây dựng nữa. Tại chuyển mình Phật giáo à, vậy là trên 4.000 km gọi là một cái quần thể đền thờ. Không à, riêng cái thành phố Sim Rê là 40 cái số vuông. À 40 km. 100 ngôi đền. 40. À, riêng cái thành phố Sim Rê này đó, còn các tỉnh thành khác là tổng lại còn khoảng 300 ngôi đền, 400 ngôi đền. Thí dụ em làm tới ngang đây em đổ đất cát, em vừa cái cát mới lăn voi người kéo. Vô, kéo. À, xây dựng xong họ mới lấy đất cát lên để làm, yeah. Làm tiếp kéo như vậy thì cái phương thức đó nghe làm cái đồng độc à, đồng đồng. Sau đó là cho vôi kéo đi như vậy cái ngôi đền này ngọn tháp chính giữa là gốc nè, nhưng mà trong thời Pháp thuộc họ đào sâu xuống coi như là mấy
gần 30 mấy mét xuống dưới rồi. Chắc là bên gì tất cả trong cái hành trình khám phá về đền thờ Angkor Wat của mình đó, chị cũng như đây là một trong những cái đền thờ khá là linh thiêng. Thì khi và đây cái đền thờ này được sự bảo vệ dày của UNESCO nên thành nữ cái việc ghi hình của mình khá là khó khăn và gián đoạn. Thì cũng mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó, một thông tin chút ít, mặc dù ít thôi, nhỏ nhoi về đền thờ Angkor, nhưng đây là sự cố gắng của mình. Thì mong cô bác quý anh chị đồng hành cùng mình để mà tiếp những video tiếp theo.